Đây là trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm văn hóa thể thao và truyền thanh thành phố Châu Đốc. Hôm nay thứ hai ngày 9 tháng 3 năm 2020. Trong chương trình thời sự hôm nay gồm một số nội dung chính như sau. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và tổ chức hội thi tuyên truyền văn bản pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em năm 2020. Trong tuần, thành phố Châu Đốc đón khoảng 146.500 lượt du khách. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, cố ý gây thương tích. Phóng sự địa danh xưa Châu Đốc. Sau phần tin có bài, Bộ Y tế khuyến cáo các trường học thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường. Bài phát huy khẳng định vị thế vai trò của phụ nữ. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và tổ chức hội thi tuyên truyền văn bản pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em năm 2020. Đến dự có ông Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống, lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ và ghi nhận những đóng góp của chị em phụ nữ thành phố trong thời gian qua. Đồng thời tổ chức hội thi tuyên truyền văn bản pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em năm 2020. Hội thi gồm có 7 đội, các đội tham gia sẽ trình bày một tiểu phẩm với chủ đề tuyên truyền văn bản pháp luật liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Vĩnh Quân, giải nhì Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Châu Phú B, giải ba Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Núi Sam. Trong tuần, lượng du khách đến tham quan khu di tích quốc gia Núi Sam ước khoảng 146.500 lượt. Từ đầu năm đến nay có 1.379.500 lượt khách đến tham quan, so với cùng kỳ giảm 210.500 lượt. Thu phí tham quan trong tuần được 1.465.000.000 đồng. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để du khách nâng cao ý thức trong việc phòng chống dịch bệnh, Ban Quản lý Khu Di tích và Du lịch Núi Sam phối hợp Đài Truyền thanh phường Núi Sam tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19, đồng thời phát loa của điểm thông tin và hỗ trợ du khách hàng ngày hướng dẫn, vận động du khách đeo khẩu trang y tế đúng cách, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên bằng xà bông, súc miệng bằng nước sát khuẩn để phòng chống bệnh. Bên cạnh đó, Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam bố trí các bồn nước, xà bông rửa tay quanh các khu vực của miếu để du khách vệ sinh. Lực lượng bảo vệ miếu đều có đeo khẩu trang và dán các tờ rơi, hướng dẫn những điều cần biết để phòng chống dịch bệnh và các biện pháp giảm nguy cơ mắc bệnh COVID-19 cho du khách biết để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Châu Đốc vừa bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, cố ý gây thương tích xảy ra tại tổ 17, đường Tân Lộ Kiều Lương, khóm Vĩnh Đông, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Trước đó, vào khoảng 1 giờ ngày 4 tháng 3 năm 2020, anh Vòng Và, sinh năm 1986, ngụ thôn 3, xã Liên Đầm, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng, điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Innova, biển số 61A48611, chở gia đình gồm cha mẹ, hai chị cùng vợ đến cúng bà. Sau khi dừng xe tại bãi đậu xe trước chùa Tây An, thì Quỳnh Thanh Tùng đến mời mẹ anh Vòng Và và chị gái mua hai bộ đồ cúng bà với giá 60.000 đồng một bộ. Trả tiền xong, mẹ và chị anh Vòng Và cùng gia đình đến miếu bà cúng. Khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, anh Vòng Và và vợ quay lại bãi lấy xe thì Quỳnh Thanh Tùng đến đòi 600.000 đồng tiền hai ấp nhang mà Hùng đã để trong hai bộ đồ cúng. Anh Và cùng vợ không đồng ý trả tiền nên một nhóm của Hùng gồm 11 người là Cao Dương Quyền, Quỳnh Quốc Thái, Lê Hoàng Khâm, Nguyễn Chí Cường, Trần Tấn Tài, Nguyễn Thị Thu Hồng, Lê Thị Lụa, Lê Kim Ngân, Nguyễn Chí Thành, Lê Thanh Phong đi đến gây áp lực buộc vợ chồng anh Và đưa tiền. Vợ chồng anh Và dọa gọi điện thoại báo công an nên nhóm của Hùng quay về ngã ba bưu điện ngồi. Sau đó, trong lúc anh Và điều khiển xe ô tô chở gia đình từ chùa Tây An xuống ngã ba bưu điện, số đối tượng trên thấy chị Hằng hướng điện thoại di động về chỗ nhóm đối tượng ngồi, nghĩ rằng chị Hằng quay phim đưa lên Facebook, Thành chạy ra chặn đầu xe ô tô của anh Và. Ngay khi anh Và dừng xe, Ngân, Yến và Lụa chạy đến yêu cầu chị Hằng đưa điện thoại để xóa clip, nhưng Hằng không đồng ý, thì Ngân cùng Yến dùng tay đánh vào mặt chị Hằng nhiều cái gây thương tích vùng mặt. Chị Vòng Làng thấy Hằng bị đánh nên từ ghế sau, chị Làng chồm lên can ngăn và bị Ngân đánh vào mặt. Lúc này anh Và mở cửa xe bước xuống thì bị Thái, Quyền, Thành, Khâm, Cường, Phong giày đánh bằng tay chân vào người anh và gây thương tích. Chị Vòng Phụng xuống xe can ngăn thì bị Hồng dùng chân đá, bị Khâm dùng tay đánh vào mặt. Sau đó Hồng, Ngân, Lụa dây đánh chị Phụng gây thương tích.
Sau khi nghe có công an phường đến, cả nhóm bỏ trốn. Tại cơ quan cảnh sát điều tra, Cao Dương Quyền, Quỳnh Quốc Thái, Lê Hoàng Khâm, Nguyễn Chí Cường, Trần Tấn Tài, Nguyễn Thị Thu Hồng, Lê Thị Lụa và Lê Kim Ngân đã khai nhận hành vi đánh vợ chồng anh và cùng hai chị gái. Ngày 4 tháng 3 năm 2020, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Cao Dương Quyền, Quỳnh Quốc Thái, Lê Hoàng Khâm và Nguyễn Thị Thu Hồng. Riêng Nguyễn Chí Thành, Quỳnh Thanh Hùng, Lê Thanh Phong đã bỏ trốn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ để xử lý số đối tượng có liên quan. Vụ lúa đông xuân năm 2019-2020, nông dân các phường xã trên địa bàn thành phố Châu Đốc đã xuống giống được 6.576,26 ha. Lúa đang ở giai đoạn làm đồng, trổ chín đến thu hoạch. Lúa đang phát triển tốt. Hiện nay nông dân một số phường xã đang bắt đầu thu hoạch lúa đông xuân được 1.473,76 ha, đạt 22,41%, năng suất 6,5 đến 7,5 tấn, giá bán 4.500 đến 5.100 đồng một ký. Bên cạnh đó, các trà lúa đang trong giai đoạn làm đồng, trổ đến chín. Ngành chuyên môn khuyến cáo nông dân chủ động thăm đồng thường xuyên nhằm phát hiện và xử lý kịp thời, hạn chế đến mức thấp nhất các sinh vật gây hại trên cây lúa như sâu năng, sâu cuốn lá, bệnh đau ôn và gây hại khác. Đồng thời hướng dẫn nông dân các phương pháp chăm sóc lúa đúng kỹ thuật, hạn chế bón thừa phân đạm và không để ruộng khô nước khi bệnh đau ôn xuất hiện. Theo dõi sát tình hình biến động của thời tiết, diễn biến triều cường, tình hình hạn hán có thể ảnh hưởng đến sản xuất, góp phần bảo đảm năng suất lúa cho đến khi thu hoạch. Châu Đốc là địa danh du lịch nổi tiếng trong cả nước với địa hình rất độc đáo, tiền Tam Giang, hậu Thất Lĩnh. Trước mặt là ngã ba sông thơ mộng, quanh năm mang phù sa làm thắm xanh dựng tược, tươi mát ruộng đồng. Sau lưng tựa vào dãy Thất Sơn chập trùng hùng vĩ, phủ một màu xanh trùng điệp, đẹp một cách kiêu hãnh quyền bí. Lịch sử ghi nhận rằng vào năm 1698, lễ thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh dâng lệnh chúa Nguyễn vào Nam kinh lược, chính thức xác lập chủ quyền đất nước ta trên vùng đất phương Nam. Đến năm 1757, theo đề nghị của Nguyễn Cư Trinh, chúa Nguyễn đã cho lập ba đạo gồm Châu Đốc Đạo, Tân Châu Đạo và Đông Khẩu Đạo. Trong đó, hai địa danh Châu Đốc và Tân Châu ngày nay thuộc tỉnh An Giang, còn Đông Khẩu Đạo chính là thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Nhưng Châu Đốc thời bấy giờ chỉ là một đạo, một tiền đồn quân sự, chưa có tổ chức xã thôn, dân chúng còn rất thưa thớt, đất đai quan quá. Với chính sách mở rộng cương vực, triều đình đã đặt chức quản đạo, cai phủ để mộ dân đến ở và khuyến khích phát triển nông nghiệp chăn nuôi. Là cái đạo Châu Đốc ấy, ra đời vào năm 1757 đấy, thì phải nói rằng là đó như là một cái sự trở lại, cái sự tiếp nối của cái truyền thống mà chúng ta đã có từ hàng nghìn năm trước. Đấy. Cho nên ấy, chúng tôi cho rằng ấy là cái sự kiện năm 1757 với cái sự hình thành cái Châu Đốc, rồi Tân Châu và Đông Khẩu ấy, thì phải nói là đấy đấy như là một cái quá trình hoàn thành cái công cuộc mở cõi và định cõi của dân tộc Việt Nam chúng ta, để chúng ta có được một cái đất nước Việt Nam thống nhất, độc lập như là ngày hôm nay. Cho nên cái lãnh thổ của Việt Nam ấy, chúng ta gọi đây là cái hoàn thành cái quá trình định cõi mà. Cho nên cái lãnh thổ Việt Nam được thống nhất như là ngày hôm nay là chính là từ cái sự kiện này. Cho nên là cái sự ra đời của đạo Châu Đốc ấy, tôi cho rằng đây là một cái sự kiện lịch sử trọng đại. Đấy, không chỉ là của riêng Châu Đốc, không chỉ là của riêng An Giang, không chỉ là của riêng Nam Bộ, mà là của chung toàn quốc. Do là vùng đất được hình thành cách nay 263 năm, nên Châu Đốc có rất nhiều địa danh và dấu ấn xưa vẫn còn lưu giữ cho đến ngày hôm nay. Trong đó, công trình nổi tiếng nhất, vĩ đại nhất vẫn là con kinh Vĩnh Tế. Năm 1817, khi Châu Đốc thuộc trấn Vĩnh Thanh, Thoại Ngọc Hầu được Dương Gia Long giao trọng trách vào trấn giữ vùng biên cương phía tây nam của Tổ quốc. Ông đã chọn ngôi làng nhỏ dưới chân núi Sam làm nơi đóng quân, chống giặc ngoại xâm và lập Châu quận để tiến hành các việc được Dương giao như khai khẩn đất đai, mở mang bờ cõi. Ngoài lập phòng tuyến trấn giữ biên giới, theo lệnh của triều đình nhà Nguyễn, Thoại Ngọc Hầu đã cho đào con kinh Vĩnh Tế với mục đích tạo một thủy lộ nối vùng núi non Châu Đốc, tỉnh Biên đến tận miền biển Hà Tiên dài gần 100 km. Công trình đã quy động đến 80.000 nhân công, thực hiện từ năm 1819 đến năm 1824 thì hoàn thành. Đây là một công trình vĩ đại kết hợp giữa quân sự và kinh tế đã làm cho vùng đất biên cương ngày càng xanh tươi và phát triển bền vững. Nói về lợi ích của con kênh Vĩnh Tế,
ai cũng biết rằng không có Vĩnh Tế thì sẽ không thể khẩn quan được đồng lúa bát ngát này. Nước ngọt chở phù sa theo dòng Vĩnh Tế rửa phèn, tưới tắm cho đồng ruộng. Rồi mấy trăm năm nay, người dân đi lại buôn bán cũng bằng đường kênh. Như vậy là khi đào con kênh Vĩnh Tế thì nó được lợi cả hai mặt, vừa quân sự vừa kinh tế. Rồi sau đó thì sau khi đào con kênh Thời Hà, thì ông tiếp tục thám sát và thấy rằng từ Châu Đốc Hòa Tiên là con đường ngắn nhất và có khả năng đào được cái con kênh, cho nên là ông mới đề xuất đào thêm con kênh thứ hai đi thẳng từ Châu Đốc vào tới Hà Tiên. Đào con kênh này thì lúc ông đề nghị lên thì lúc bây giờ vua Gia Long còn sống và ông chấp thuận ngay, bởi vì hơn ai hết vua Gia Long thời kỳ còn là Nguyễn Ánh thì đã từng bôn tẩu ở cái vùng đồng bằng sông Cửu Long này, cho nên biết cái vị trí chiến lược của cái vùng biên giới phía Tây Nam Bộ, cho nên là ông đồng ý là đào cái con kinh thẳng từ Châu Đốc vào Hà Tiên. Cái con kinh này thì cũng giống như con kinh Thoại Hà, mà ý nghĩa chiến lược nó còn quan trọng hơn. Đó là ngoài cái chuyện là dẫn nước vào cái đồng ruộng ở cái vùng mà bây giờ chúng ta gọi là Tứ Giác Long Xuyên, nó là cái con đường ngắn nhất đi từ Châu Đốc và Hà Tiên để là tiếp viện cho cái Hà Tiên khi mà Hà Tiên có biến loạn. Cho nên là ngoài ra thì nó tạo ra một cái đường ranh tự nhiên giữa quốc gia Đại Nam lúc bây giờ. Cái con kinh này nó đặc sắc ở chỗ là nó đào hoàn toàn trên đất nước Việt Nam, cho nên là nó không phải là con kinh biên giới, nhưng mà nó đào cặp theo biên giới để mà góp phần vào cái công cuộc phòng thủ biên giới ở vùng đất Tây Nam Bộ. Ngoài kinh Vĩnh Tế, vào năm 1826-1827, Thoại Ngọc Hầu đã quy động gần 4.500 nhân công đắp một con lộ từ Châu Đốc đến núi Sam dài 5 km để cho người dân đi lại và vận chuyển lương thực được dễ dàng. Sau khi hoàn thành, ông đặt tên cho con lộ này là Tân Lộ Kiều Lương. Đây là hình ảnh tư liệu của Tân Lộ Kiều Lương xưa kia mà chúng tôi sưu tầm được. Lúc bấy giờ đây chỉ là tuyến đường độc đạo, hai bên là vùng quan du ngập nước. Còn Tân Lộ Kiều Lương ngày nay là con đường nhựa rộng thẳng tắp, liên thông nối Châu Đốc đến huyện Tịnh Biên và đến tận biên giới Campuchia. Cái vùng đất này nó có hai cái vùng dân cư trù phú, là cái vùng ở xung quanh núi Sam và cái vùng ở bờ sông Hậu của Châu Đốc. Ông mới nghiên cứu là cái giao thương lúc đó còn rất là cách trở, mà hai cái vùng đất này là nó đang sinh hoạt về chăn nuôi giao thương buôn bán, nó đang phát triển, thì ông muốn nối liền hai cái khu dân cư này để mở mang thêm, để thuận lợi thêm, thì ông mới nghĩ là ông mới quy động nhân công để đắp con đường nối từ núi Sam ra Châu Đốc. Thì con đường này là ban đầu nó cũng nhỏ thôi, bề ngang chỉ có khoảng 6 mét, thì dài khoảng 5 cây số từ chân núi Sam ra tới cái bờ sông Hậu của cái Châu Đốc, cái chợ Châu Đốc. Thì khi đào xong đó, khoảng 1 năm thì ông mới báo cáo về triều đình, thì lúc đó mới xin triều đình là đặt tên cho cái con đường này, thì triều đình chấp thuận đặt tên là Tân Lộ Kiều Lương. Khi mà làm con đường này xong thì dân cư ở đây rất là phấn khởi, nhưng mà bản thân ông cũng rất là vui, bởi vì đã tạo rất nhiều cái thuận lợi cho cái người dân ở đây khi đi sản xuất, cũng như khi giao thương mua bán, cũng như đi thăm nom, rồi là giao thiệp để mở rộng tất cả những cái sinh hoạt về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, dân dân nó rất là thuận lợi. Thì nối được cái 5 cây số này thì hai cái khu vực nó gần như là một. Tiếp nối những công trình của tiền nhân trải qua nhiều giai đoạn lịch sử, ngày nay Châu Đốc không chỉ là một trong hai trung tâm lớn của tỉnh An Giang, mà còn là một trong những khu đô thị sầm uất so với các tỉnh dọc biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc. Trên đỉnh núi Sam lộng gió, nhìn về hướng Châu Đốc, Tân Lộ Kiều Lương thẳng tắp, phố xá nhộn nhịp hai bên. Nhìn về hướng Bảy Núi, con kênh Vĩnh Tế chạy dài giữa những cánh đồng lúa bạt ngàn. Chúng ta càng thán phục trước tầm nhìn chiến lược của các bậc tiền nhân thời khẩn quan lập ấp.
Điều mà chúng ta thực hiện hôm nay sẽ khẳng định sự tiếp nối với ước nguyện của tiền nhân từ hàng trăm năm trước là làm cho miền đất này ngày một trù phú hơn, xinh đẹp hơn. Xin hãy một lần về Châu Đốc để được nghe truyền thuyết về xứ sở biên thùy Tây Nam Bộ, để cảm nhận về tình đất, tình người ở một đô thị trên vùng biên giới. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc, phát trên tần số FM 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, sau thời gian nghỉ học phòng chống dịch COVID-19, ngày 2 tháng 3 vừa qua, nhiều tỉnh thành trong cả nước đã cho học sinh trung học phổ thông, sinh viên các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trở lại trường. Và sắp tới đây, các cấp học trung học cơ sở, tiểu học, mầm non cũng đi học trở lại. Trước tình hình đó, vừa qua, Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cùng Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh COVID-19. Nhằm đảm bảo an toàn khi cho học sinh đi học trở lại. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Bộ Y tế khuyến cáo các trường học thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi học sinh trở lại trường. Theo đó, theo hướng dẫn của Bộ Y tế, tại nhà, cha mẹ học sinh, sinh viên, học viên thực hiện các hoạt động sau để tăng cường sức khỏe cho học sinh và bản thân sinh viên, học viên bằng các việc như súc miệng, họng bằng nước muối hoặc nước súc miệng thường xuyên, giữ ấm cơ thể, tập thể dục, ăn chín, uống chín và đảm bảo chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, hạn chế tiếp xúc với các vật nuôi, động vật hoang dã. Còn đối với trẻ em mầm non, học sinh, cha mẹ học sinh có trách nhiệm đo nhiệt độ, theo dõi sức khỏe cho học sinh ở nhà. Nếu có sốt, ho, khó thở thì chủ động cho trẻ em nghỉ học, theo dõi sức khỏe, đồng thời đưa đến cơ sở y tế để được khám tư vấn điều trị. Khi học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19 để chuẩn bị an toàn trường học, Bộ Y tế đề nghị các trường học phải chuẩn bị tốt 6 việc. 1. Đảm bảo đủ nước uống hợp vệ sinh và mỗi học sinh có một cốc nước dùng riêng được vệ sinh sạch sẽ. Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong nhà trường. Nếu nhà trường cung cấp khăn mặt, khăn lau tay cho học sinh thì phải đảm bảo mỗi học sinh có một khăn riêng và giặt sạch khăn với xà bông sau mỗi ngày học. 2. Bố trí và đảm bảo nơi rửa tay có xà bông và nước sạch. Đảm bảo nhà vệ sinh sạch sẽ, đảm bảo có đủ xà bông, dung dịch khử khuẩn, các trang thiết bị phục vụ vệ sinh trường học. 3. Tăng cường không khí tại lớp học bằng cách mở cửa ra vào và cửa sổ, sử dụng quạt, không sử dụng điều hòa. 4. Tập huấn cho giáo viên, cán bộ công nhân viên của nhà trường, công tác phòng chống dịch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong trường học, cách phát hiện các triệu chứng của COVID-19 như sốt, ho, khó thở. 5. Trước khi học sinh đi học trở lại, thông qua số liên lạc điện tử hoặc hệ thống thông tin liên lạc khác nếu có, để nhà trường tuyên truyền, hướng dẫn cho học sinh, cha mẹ học sinh về các nội dung, các biện pháp bảo vệ, theo dõi sức khỏe, thực hành vệ sinh cá nhân ở nhà, ở trường. Yêu cầu cha mẹ theo dõi nhiệt độ của con, các biểu hiện hô hấp nếu có, thông tin cho phụ huynh về các biện pháp phòng chống dịch đã và sẽ tiếp tục được thực hiện. 6. Nhà trường cần đảm bảo môi trường trường học an toàn, vệ sinh khử khuẩn trường học, giám sát chặt chẽ sức khỏe học sinh để học sinh không phải đeo khẩu trang y tế tại trường học. Trong thời gian học sinh ở trường, không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, tham quan thực tế, dã ngoại, học thêm, từng lớp tổ chức chào cờ tại lớp học, bố trí giờ vào lớp, giải lao, tăng học xen kẽ giữa các khối lớp. Vì sự an toàn cho học sinh, sinh viên trên cả nước, Bộ Y tế cũng khuyến cáo nhà trường cần thực hiện khử khuẩn nền nhà, tường nhà, bàn ghế, đồ chơi, dụng cụ học tập và các đồ vật trong phòng học mỗi ngày một lần sau giờ học. Thưa quý vị và các bạn, phụ nữ là một nửa của thế giới, là nội tướng của gia đình. Trong những trang sử vàng của dân tộc, hai bà Trưng, bà Triệu, bà Nguyễn Thị Định là những nữ tướng đã ghi lại những dấu son trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Còn rất nhiều những người phụ nữ đã không tiếc máu xương, tuổi trẻ, công sức, trực tiếp cầm súng tham gia dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong có mặt trên những cung đường Trường Sơn ác liệt, trên những đèo mây, những tầng núi đá, đi khai quang mở đất, xây dựng những công trình. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Phát huy khẳng định vị thế, vai trò của phụ nữ. Ngày nay, phụ nữ đã đạt được nhiều thành công trên mọi lĩnh vực, chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, thể thao, khoa học kỹ thuật. Việc gì nam giới làm được, phụ nữ cũng có thể làm tốt.
Với bản tính khéo léo, tỉ mỉ, chu đáo, chịu thương chịu khó và quyết tâm cao, nhiều phụ nữ đã phát huy thế mạnh trong công tác, lao động, sản xuất, kinh doanh, nghiên cứu. Nhiều người đã trở thành kiện tướng, nhà lãnh đạo, nhà hoạt động chính trị, quản lý doanh nghiệp, nhà khoa học. Nhiều phụ nữ đạt danh hiệu phụ nữ hai giỏi, vận động viên tiêu biểu và được khen thưởng, biểu dương ở nhiều ngành, nhiều cấp. Có thể khẳng định, phụ nữ đã đóng góp to lớn vào xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh. Đảng, nhà nước, cấp ủy chính quyền các cấp luôn dành sự quan tâm đến phụ nữ, cùng với sự chia sẻ và yêu thương của một nửa của mình. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam các cấp luôn đồng hành, hỗ trợ, động viên hội viên phụ nữ. Nhờ đó, phụ nữ ngày càng có điều kiện tham gia rất nhiều phong trào ở cơ quan địa phương, xây dựng xã văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh, khởi nghiệp, giảm nghèo, phát triển kinh tế gia đình, công tác thiện nguyện, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, bảo vệ và xây dựng cảnh quan môi trường. Đặc biệt, sự tiếp sức của Hội Phụ nữ các cấp trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh như luồng gió mới, khơi dậy tiềm năng sáng tạo trong chị em phụ nữ, biến những ước mơ, ý tưởng trở thành hiện thực, góp phần xây dựng gia đình no ấm, giải quyết việc làm, góp công góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Qua đó, giúp phụ nữ khẳng định vai trò, vị thế của mình. Hiện nay, cả nước đang tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới đại hội 13 của đảng. Cấp ủy đảng còn quan tâm tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia vào cấp ủy các cấp, nắm giữ vai trò, vị trí lãnh đạo trong hệ thống chính trị để phụ nữ bình đẳng với nam giới về các quyền lợi. Việc này cần sự quan tâm, chú ý từ khâu tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ. Trong quá trình đó, cần tránh tư tưởng trọng nam khinh nữ. So với nam giới, phụ nữ còn thiên chức làm vợ, làm mẹ trong gia đình nên còn nhiều khó khăn hơn nữa về điều kiện công tác, học tập, làm việc. Rất cần sự quan tâm, chia sẻ từ gia đình đến cơ quan, tổ chức và xã hội. Để khẳng định vai trò, vị thế và bình đẳng với nam giới về mọi mặt, trước hết, mỗi phụ nữ cần phấn đấu nhiều hơn nữa để vươn lên. Phải tích cực học tập không ngừng, dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, biết nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão và hiện thực hóa điều đó. Phụ nữ phải biết tự yêu thương chính mình, quan tâm làm đẹp ngoại hình, tâm hồn, tính cách, quan hệ giao tiếp và cả môi trường sống xung quanh, vừa đảm đang việc nhà, nuôi và dạy con tốt, vừa tham gia công tác cộng đồng, xã hội. Để những đóa hoa tỏa hương, khoe sắc, vững vàng trong nắng gió, mưa sa, rất cần gia đình, cơ quan, doanh nghiệp, xã hội quan tâm, chăm sóc, tạo điều kiện thuận lợi. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quy chế phối hợp công tác của Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban chấp hành tỉnh Đoàn An Giang giai đoạn 2013-2019, các lĩnh vực phối hợp đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, góp phần lớn trong công tác tuyên truyền giáo dục phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật và kỹ năng thực hành xã hội cho thế hệ trẻ. Kính mời quý vị và các bạn cùng nghe bài Hiệu quả quy chế phối hợp. Hàng năm, Ban Thường vụ tỉnh đoàn đã chủ động triển khai, cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh vào chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, đồng thời phối hợp các sở ngành đơn vị trong công tác nghiên cứu, cung cấp, trao đổi thông tin về tình hình thanh niên để xây dựng chế độ chính sách chiến lược phù hợp. Hiện nay, toàn tỉnh có 346.950 thanh niên, chiếm tỷ lệ 18,18% dân số của tỉnh, trong đó có 53.935 đoàn viên và 3.365 cán bộ đoàn. Đây là nguồn nhân lực quan trọng đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh trên các lĩnh vực, từ thực hiện nhiệm vụ chính trị đến tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Theo Ban Thường vụ tỉnh đoàn, dưới sự lãnh đạo và định hướng hoạt động của các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh xác định công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao đạo đức, lối sống cho đoàn viên thanh niên là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Qua đó, kịp thời uốn nắn, nắm bắt tình hình tư tưởng của đoàn viên thanh niên, góp phần bồi dưỡng và xây dựng tổ chức đoàn ngày một vững mạnh. Cụ thể như phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức lễ viếng nghi trang liệt sĩ và chương trình thắp nến tri ân nhân kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Phối hợp Bộ đội Biên phòng tỉnh phát động các cuộc thi chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng và ngày Biên phòng toàn dân. Phối hợp Sở Tư pháp và Đài Phát thanh Truyền hình An Giang mở chuyên mục tư vấn pháp luật cho đoàn viên thanh niên. Hàng năm, Ban Thường vụ tỉnh đoàn và Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch phối hợp chương trình phát triển thanh niên.
Bên cạnh đó, tỉnh đoàn xây dựng các chương trình, kế hoạch phối hợp liên tịch với các sở ban ngành nhằm phối hợp thực hiện hiệu quả chương trình phát triển thanh niên tỉnh An Giang. Hàng năm, chương trình phát triển thanh niên được ngân sách tỉnh hỗ trợ trên 500 triệu đồng, tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như học làm người có ích, một ngày làm chiến sĩ, học kỳ quân đội, diễn đàn đối thoại đảng với thanh niên với đảng. Việc tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên thanh niên về những vấn đề liên quan đến đời sống, học tập, rèn luyện công tác đã tạo động lực để thanh niên phát huy sức trẻ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, đồng thời đề xuất những nội dung giải pháp, cơ chế lãnh đạo liên quan đến công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, hướng tới xây dựng tổ chức đoàn vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và hoạt động. Ủy ban nhân dân tỉnh và ban chấp hành tỉnh đoàn đã quan tâm chỉ đạo và tạo mọi điều kiện cần thiết nhằm đẩy mạnh phong trào xung kích tình nguyện, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp gắn với chương trình công tác hàng năm của các cấp bộ đoàn, tổ chức chương trình thắp sáng ước mơ tuổi trẻ An Giang, tư vấn tuyển sinh các ngành nghề sản xuất và dịch vụ, qua đó góp phần định hướng lựa chọn nghề nghiệp tương lai cho học sinh. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn đã phối hợp phòng lao động thương binh và xã hội, trung tâm việc làm các địa phương tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền về việc làm, học nghề, gia vốn cho thanh niên với hơn 2.230 cuộc. Ngoài ra, trung tâm hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tỉnh đoàn tổ chức nhiều chương trình tập huấn hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp. Trung tâm đã trao nguồn vốn hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp của thanh niên trong tỉnh với tổng số tiền trên 2 tỷ đồng. Năm 2018, tỉnh đoàn khai trương cửa hàng cung cấp sản phẩm khởi nghiệp thanh niên và đặc sản địa phương nhằm mang sản phẩm khởi nghiệp giới thiệu rộng rãi với người tiêu dùng. Nhiều đề án chương trình do Ban Thường vụ tỉnh đoàn tham mưu đã được phê duyệt đáp ứng nhu cầu chính đáng của thanh niên, từ đó góp phần thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp. Bằng sức trẻ, trí tuệ và nhiệt quyết, lực lượng đoàn viên thanh niên sẽ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Ô nhiễm không khí được hiểu là sự biến đổi các thành phần trong không khí hoặc sự xuất hiện của một vật thể lạ trong thành phần không khí, có tác động có hại đối với đời sống nói chung và con người nói riêng. Ô nhiễm không khí là vấn đề nóng, không chỉ tập trung ở các thành phố lớn, các đô thị phát triển, các khu cụm công nghiệp, mà trở thành mối quan tâm của toàn xã hội. Ô nhiễm không khí được xem là một trong những tác nhân hàng đầu có nguy cơ tác động nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng 7 triệu người chết sớm do ô nhiễm không khí. Trong đó, khu vực châu Á-Thái Bình Dương có gần 4 triệu người. Số liệu thống kê của Liên Hợp Quốc cũng cho thấy, mỗi giờ có khoảng 800 ca tử vong do ô nhiễm không khí, trung bình 13 người tử vong mỗi phút, gấp 3 lần số tử vong vì sốt rét, bệnh lao và AIDS mỗi năm. Cũng theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam có 34.232 người tử vong sớm có liên quan đến ô nhiễm không khí. Có hai nhóm nguyên nhân chính dẫn đến ô nhiễm môi trường không khí, đó là yếu tố tự nhiên, gió, bão, cháy rừng và tác động của con người từ sinh hoạt, sản xuất, xây dựng, giao thông. Nhằm cải thiện chất lượng không khí cũng như giảm thiểu các tác động của ô nhiễm không khí tới sức khỏe cộng đồng, mỗi cá nhân, tổ chức và cộng đồng hãy chung tay giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí bằng các biện pháp cụ thể sau đây. Sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay cho các phương tiện giao thông cá nhân như ô tô riêng, xe máy. Tăng cường chia sẻ phương tiện giao thông, đi chung xe. Hạn chế đốt và tăng cường ủ phân hữu cơ bằng rơm rạ và chất thải nông nghiệp khác sau thu hoạch. Phân loại, thu gom rác đúng nơi quy định. Hạn chế đốt rác. Trồng nhiều cây xanh, tích cực phòng chống cháy rừng. Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, dọn dẹp thông thoáng môi trường sống. Hạn chế mở cửa, đặc biệt khi sống gần đường giao thông, khu vực ô nhiễm. Bỏ hẳn hoặc là hạn chế hút thuốc lá, tránh xa khói thuốc. Thường xuyên theo dõi chất lượng không khí trên các phương tiện truyền thông chính thống. Trong điều kiện chất lượng không khí kém, nên hạn chế ra khỏi nhà, ra đường nên sử dụng khẩu trang đảm bảo chất lượng. Tra rửa mắt bằng nước muối sinh lý vào buổi tối trước khi đi ngủ. Vệ sinh mũi, họng bằng nước muối sinh lý, đặc biệt sau khi ra đường. Những người bị hen luôn mang theo thuốc xịt bên người, nhất là khi ra ngoài. Khi thắp hương, đốt vàng mã, cần làm ở nơi thoáng khí, đồng thời nên hạn chế thắp hương, đốt vàng mã. Ngoài ra, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ tích cực triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường gắn với thực hiện hiệu quả cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch tại cộng đồng, duy trì hoạt động các mô hình ba sạch như đường qua, thôn phụ nữ xanh sạch đẹp, nhà tôi xanh sạch đẹp, phụ nữ sản xuất sạch, tiêu dùng sạch, ngày thứ bảy chủ nhật xanh. Bảo vệ môi trường là nền tảng giúp nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Vì vậy, mỗi chúng ta hãy cùng chung tay hành động,
ngăn chặn ô nhiễm không khí ngay từ hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, chương trình thời sự đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.